I don't want to say goodbye. I want to say hello. I love it. Quý vị có biết là tim Hà muốn rớt ra ngoài, muốn vỡ tim cả ngày hôm nay, cả ngày hôm qua. Và cuối cùng thì sao ạ? Giây phút này đã đến và chúng ta đã gặp nhau tại Đà Lạt. Và vừa rồi là một liên khúc mà Hà đã cố gắng tìm kiếm hết tất cả những bài hát sôi động của mình để có thể biến nó thành một phiên bản của Love Songs. Và cũng như bao nhiêu bản mở màn khác của Love Songs, nếu mà quý vị theo dõi thì cũng có thể thấy là hầu như toàn là những ca khúc đã được anh Hoài Sa hòa âm lại rất cao trào. Và hôm nay với Em Muốn Anh Đưa Em Về và Say Goodbye, hai sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu và Only Seas đã giúp cho Hà được có một màn mở màn Hà rất ưng ý. Không biết quý vị như thế nào với hai ca khúc vừa rồi ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và như mọi người cũng có thể nhìn thấy video clip mở màn, và Hà chưa bao giờ nghĩ rằng Love Songs đã có một chặng đường rất dài đến như vậy. Gần 14 năm hay là hơn 14 năm từ những ngày đầu tiên. Và ngày đó khi nhạc sĩ Đức Chí, người mà đã nói rằng là Hà nên có một chuỗi Love Songs cho riêng mình, ở đó sẽ là những bản ballad có thể không phải của Hà, của những người khác Hà cover lại. Và khi lần đầu tiên Hà nghe anh Chí nói thì Hà cũng khá là hoài nghi về bản thân của mình. Bởi vì thực sự mà nói, hơn 14 năm trước Hà chưa có được đủ sự tự tin. Ngay cả bây giờ cũng vậy, đứng trước rất nhiều luồng dư luận, Hà vẫn luôn cố gắng. Và mới đây Hà đã có một buổi phỏng vấn cùng với báo Ngôi Sao, thì phóng viên đã đặt cho Hà một câu hỏi, đó chính là Hà nghĩ sao vì đến giây phút này 18 năm trong nghề vẫn có rất nhiều những sự hoài nghi về giọng hát của mình. Hà phải thú thật rằng là Hà yêu những sự hoài nghi đấy, bởi vì bản thân Hà nếu không có những hoài nghi, nếu không có những áp lực, chắc hẳn Hà đã không có được những cố gắng trong hơn 18 năm qua. Và Hà vẫn luôn chia sẻ với những khán giả thân thương của mình rằng có thể Hà không phải là người hát hay nhất, Hà cũng chẳng phải người đẹp nhất, cũng không phải là người nhảy giỏi nhất, cũng không phải là người nhiều fan nhất, nhưng Hà tin chắc Hà sẽ là một trong những người chịu khó nhất, chăm chỉ nhất và luôn biết lắng nghe nhất để hoàn thiện bản thân mình. Và hơn 18 năm qua, Hà nhận thấy những điều gì mình cố gắng và lắng nghe, Hà đã có được kết quả. Và Love Songs đã được mọi người đón nhận, đã được mọi người chờ đợi. Và hôm nay Hà vô cùng hạnh phúc cùng với ekip của mình khi được nhìn thấy tất cả mọi người ngồi ở đây, không chỉ là khán giả tại Đà Lạt mà rất nhiều người ở mọi miền, ở tất cả các thành phố. Và đặc biệt là hôm qua Hà đã có những buổi trò chuyện để biết rằng có rất nhiều những khán giả ở nước ngoài, ở nước Mỹ xa xôi chỉ đặt vé về với Love Songs của Đà Lạt rồi ngày mai lại quay trở về Mỹ. Đó là những điều mà Hà nghĩ Hà thành công nhất trên con đường mình lựa chọn, đó là trái tim và sự yêu thương che chở của khán giả dành cho Hà. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian cho Hà và Love Songs. Còn ngay bây giờ sẽ là một liên khúc nữa, và tối nay chỉ có liên khúc thôi ạ. Rất ít tiết mục nhưng lại rất nhiều bài hát. Và một liên khúc tiếp theo sau đây sẽ nói rõ hơn của một Hồ Ngọc Hà 14 năm trước và Hà của ngày hôm nay. Sẽ là hai thái cực, hai tâm trạng, nhưng vẫn là Hà. Hà của 14 năm trước, khi quý vị nghe bài hát này, một trong những bài hát đến trên đầu ngón tay Hà dám viết và dám hát. Đây là một bài hát mà trong đó Hà nhớ như in khi đó thất tình và đau khổ vô cùng. Hà ngồi trong phòng khách của căn nhà cũ và Hà viết lên bài hát này. Và Hà là vậy, khi nào cũng đặt những câu hỏi cho bản thân. Và bài hát này chỉ toàn câu hỏi thôi, không có một câu trả lời. Và lúc đó khi đến một câu hát mà Hà không biết phải viết lời như thế nào nữa,
vũ trụ gửi cho Hà một tín hiệu. Một bông hoa ngay trước mặt Hà. Thề giữa trời đất, câu chuyện này là có thật. Rơi một cánh hoa trước mặt, và Hà đã viết ngay câu hát đấy vào trong bài hát của mình. Tàn vội vàng như một cánh hoa, hay giấc mơ đến đi không nhớ gì. Một con Hà rất bất cần, và tình yêu có đến đi như thế nào đi nữa thì cũng vẫn bất cần như thế. Nhưng với ca khúc sau là một sáng tác của một nữ nghệ sĩ đã gửi cho Hà trong Love Songs mới nhất được ra mắt. Ôi, làm ở Sài Gòn sao cảm xúc nó khác, mà lên tới Đà Lạt cảm xúc khác lại ngồi 8 tiếng nào. Hát cái bài đầu tiên, Hà mới sực nhớ và lúc nãy có nhắc về anh Đức Chí. Và trong mỗi một Love Songs thì phải thú thật với mọi người là để chọn lựa những bài hát. Lần đầu tiên nghe bảo là em phải nghe bài hát này, bài hát này rất hay. Và Hà nghe là Hà thích liền. Và Hà ấp ủ từ rất lâu rồi mà mãi vẫn chưa có một cơ hội để có thể hát bài này ở trên sân khấu của Love Songs. Và hôm nay Hà được hát. This song's for you. Xin mời mọi người cùng đón nghe liên khúc sau đây. Hà cứ lo sợ là Love Songs mà mang ra ngoài trời không biết có bị loãng không. Mà loãng hay không là do mọi người nha, chứ không phải do em. Em cố hết sức rồi. Và em sẽ kể câu chuyện tình yêu hiện tại của em. Vì cái bài hát sau đây nó cũng liên quan tới câu chuyện bắt đầu. Quý vị cũng biết em rồi, là sóng gió rất vui, không thương tiếc. Từng năm một thì đúng hơn. Và ngay cả chuyện tình yêu cũng thế. Chắc cũng có lẽ là bởi vì Hà cũng luôn chia sẻ với khán giả của mình rằng là Hà quá cứng đầu, và thậm chí còn gọi là điên. Bởi vì cơn điên đến mọi lúc mọi nơi, mọi giây mọi phút. Có thể phút trước đã vui, phút sau điên rồi. Nên là Hà phải cảm ơn rất nhiều những tình yêu ở trong quá khứ, vì để chịu đựng được Hà là một điều hết sức khó khăn cho các anh ấy. Và yêu mà cứ phải chịu đựng với những khó khăn đấy thì thật sự là không vui chút nào. Và để dừng lại những câu chuyện tình yêu đấy thì không biết quý vị sao, nhưng mà Hà thì chỉ có hai lý do duy nhất. Một là không còn điều gì để có thể chia sẻ với nhau nữa. Hai là có một người nào đấy xuất hiện và tình yêu ấy buộc phải kết thúc. Và những câu chuyện kết thúc của Hà cũng rất hay. Đó chính là toàn thường rơi vào dịp Tết. Lúc mà cần nhau nhất để về thăm gia đình và chia sẻ với nhau thì Hà toàn ở nhà khóc thôi. Không biết ba mẹ Hà ngồi dưỡng, ba mẹ Hà có biết là đêm 30 nào Hà cũng khóc ở trên phòng hết. Khóc chán chê mê mỏi rồi xuống cúng với ba mẹ. Và cứ mỗi một lần dừng lại như thế, có một cái câu chuyện mà để cho mọi người thấy là Hà ly đến mức độ nào. Đó chính là trong cái chuyện tình cảm đấy, Hà đã từng là người bị lệ thuộc, phụ thuộc, vì người đó đóng vai trò quá quan trọng trong cuộc đời của mình tại thời điểm ấy. Và cứ lần nào mà giận nhau thì Hà phải là người nở nụ cười trước để mọi thứ có thể được tiếp diễn một cách dễ dàng. Cho đến khi mà như Hà đã nói, trải qua nhiều năm cứ phải chịu đựng như thế, ở bên trong mình tự dưng đến một ngày mình không còn gì để nói nữa. Và hôm đấy là 30 Tết, anh ấy bảo là thôi mấy năm trước anh ăn Tết với em rồi, nhưng Tết này anh về ăn với mẹ. Thì nói đến đang đó rồi thì mình phải nói gì nữa. Thì Hà bảo dạ, có gì em cứ về ăn Tết với mẹ. Và mọi người biết không, đêm 30, đêm mùng 1, mùng 2, mùng 3, những ngày quan trọng đang trôi qua và Hà không nhận được bất kỳ một tin nhắn nào để chúc mừng năm mới hay là để hỏi thăm.
Không biết quý vị ngồi dưới đã ai từng trải qua những ngày lễ mà lúc mình cần người ấy nhất, thì là lúc mà mình phải đánh vật với rất nhiều những câu hỏi. Là người ta có nhớ mình không? Người ta còn yêu mình không? Giờ này họ đang làm gì? Cho đến mùng 7 Tết, trong những giấc ngủ chập choạng 7 ngày không ngủ, Hà nhận được một tin nhắn là anh nhớ em. Hú mà cũng làm thanh thế luôn. Đố mọi người Hà trả lời sao? Không ai trả lời hết. Hà chỉ nhắn lại ngay tức khắc và không suy nghĩ. Mặc dù gọi là một cách sáng sủa đó là con tim đang rỉ máu. Em mới bảo là quá trễ. Chảnh như thế. Và sau hai chữ quá trễ đấy thì khóc bù loa luôn. Bởi vì em biết là phải khó khăn lắm người ta mới nói nhớ em. Còn em thì quá dễ dàng để trả lời quá trễ trong giây phút đấy. Nhưng mà ngày hôm sau, nó giống như là tấn tạ trên vai em đã được gỡ bỏ. Em trở thành một con người mới, bay sang Mỹ lưu diễn 2 tháng. Em quên hết, không có cái gì nữa. Và em đã trở thành một con người mới và đã có một buổi cà phê sau đấy để kết thúc một câu chuyện một cách rất êm đẹp, trở thành tình bạn và giúp đỡ nhau trong công việc. Rồi cũng lại một lần nữa vào dịp Tết, em đã đi mua hoa để chuẩn bị tới cổng nhà người ta tới nơi rồi. Sao không hiểu sao một câu chuyện cãi nhau hớt ơi trên trời rơi xuống không liên quan gì cả, và rồi cũng lại im lặng như thế. Nhưng mà câu chuyện này thì thật ra chuyện tình cảm vốn dĩ đã sai từ đầu, nên là cứ ngày nào cũng có những câu chuyện không hay xảy ra, nên đến Tết cũng thế thôi. Và lần đầu, những lần trước cũng đã khóc như vậy mà cũng vẫn không rút kinh nghiệm, vẫn cứ khóc. Vì từ cái cảm giác mà thất tình mà khóc, không biết mọi người thấy sao, cho em nó thật là rất đã. Lúc đó thôi, lúc trẻ, dạ, giờ mà đã chết mình không ạ. Lúc đó, và em vẫn khóc, nhưng mà Hà có một quyết định là cũng lại tiếp tục đi du lịch cùng với gia đình, dành thời gian trọn vẹn hơn với gia đình của mình. Rồi lại bay qua Mỹ lưu diễn, hiểu sao những chuyến đi Mỹ luôn cứu vớt được linh hồn và tâm hồn của em đến như thế. Mà khi trở về thì mình không cho người ta một cơ hội để có thể quay trở lại, bởi vì Hà tìm ra được một lý do là câu chuyện này nên dừng lại tại đây. Và qua những câu chuyện tình cảm của Hà như vậy, và Hà tin chắc là ở phía dưới quý vị cũng có rất nhiều người có thể đã và đang rơi vào những tâm trạng buồn như thế. Nhưng mà đến một ngày nào đấy, khi mình bước qua được nó và mình nhìn lại, thì Hà thực sự cảm ơn những cảm xúc mà mình đã đi qua như vậy, cảm ơn những người mà đã từng làm tan nát trái tim của mình như vậy để khi có được hạnh phúc. Hà trân trọng vô cùng, và Hà cũng hy vọng là với những ai đang có một tình yêu sâu đậm đang ngồi ở phía dưới mà nghe những bài hát thất tình của Hà ngày hôm nay, thì hãy nắm tay nhau chặt hơn nữa, bởi vì cảm thấy hạnh phúc rằng mình không phải là nhân vật giống như trong bài hát đấy. Và Hà luôn cầu mong những khán giả Love Songs của Hà cứ yêu những bài hát thất tình và cứ đến với Hà thôi, nhưng phải luôn tìm được một người đồng hành bên cạnh. Vì đến cuối cùng, mục đích trong cuộc sống của mình không phải là tìm tình yêu, mà là tìm hạnh phúc. Phải một người làm cho mình cảm thấy hạnh phúc thật sự. Còn nếu cứ chạy theo tình yêu, thì tình yêu đối xử với mình dã man lắm. Và rất mong tất cả những khán giả yêu quý của Hà luôn luôn có một mục đích và có được hạnh phúc riêng của mình. Giống như Hà bây giờ, Hà vô cùng tự hào để nói về câu chuyện tình yêu. Vì ngay từ đầu, tình yêu này đã thay đổi Hà. Hà ngang tàng, Hà bướng bỉnh, Hà bất cần, Hà lúc nào cũng xua đuổi anh đi đi, anh đi đi. Nhưng thực ra đến cuối cùng trong lòng mình lại không phải mong người ta đi, mà mong là độ liều người ta, mình
bắt người ta đi, nhưng người ta phải ở lại. Và Hà luôn luôn suy nghĩ là phải tìm một người thấu hiểu mình, thậm chí hiểu cả những khi mình không thể chia sẻ ra, vẫn phải hiểu mình. Nhưng mà chắc chắn là sẽ không có điều đấy đâu ạ. Hà tin chắc là như vậy, đặc biệt là anh Tây con này. Thích gì thì nói thẳng ra, chứ còn mà cứ ngồi mà bắt anh đoán thì anh sẽ không đoán được. Và chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được, cũng không bao giờ đoán được. Và anh ấy cho Hà bỏ đi cái tính bướng bỉnh và thách đố người ta phải đọc được suy nghĩ của mình. Anh ấy sẽ không đọc đâu. Rất nhiều lần cũng cãi nhau rồi đấy, và Hà cũng đuổi đi rồi đấy. Đi luôn, đi luôn. Và không thèm hỏi vì sao, và không cần hỏi em đang làm gì thế. Bởi vì người ta có lòng tự trọng của họ, và tình yêu của họ dành cho mình là thật. Hà nghĩ là vậy, thành với mình là thật, và họ trân trọng tình yêu đấy. Còn mình thì drama quá. Anh cũng hay gọi Hà là drama queen, là lắm trò quá, là làm cho tình yêu có những lúc cảm thấy mệt mỏi quá. Và từ từ anh đã dạy cho Hà một tính cách yêu chỉ đơn giản thôi, đừng làm khó nhau làm gì. Cuộc sống quá nhiều những khó khăn ở ngoài kia rồi, nên là nếu có giận nhau thì ráng làm lành, nuốt cục tức vào, nuốt cục điên vào, làm lành với nhau, và ôm nhau một điều đấy thật tuyệt vời và hạnh phúc. Và đang cười Hà vì cảm thấy là có những cái Hà nói đang hơi sai. Bởi vì nói thì dễ, nhưng mà công nhận là Hà cũng điên nhiều thật. Nhưng anh cũng đã dạy cho Hà rất nhiều thứ. Và hy vọng mà mấy cô gái mà cũng drama như Hà bỏ bớt tính drama đi thì chắc chắn là sẽ được yêu và được thương nhiều hơn. Hà anh ha. Rồi, bây giờ sẽ quay trở lại bài hát